Các mỹ nhân màn ảnh VTV lấy chồng sớm, Hồng Diễm viên mãn gần 15 năm chung sống, Thu Quỳnh tan vỡ trong tuyệt vọng. Mình cũng có những khoảng thời gian rất tiêu cực, mình nghĩ rằng là chắc mình sẽ chết sớm. Thu Quỳnh, nữ diễn viên Hương Vị Tình Thân trúng tiếng sét ái tình với Chí Nhân sau bộ phim Sống Cùng Lịch Sử. Họ quyết định về chung một nhà từ năm 2014. Khi ấy Thu Quỳnh 26 tuổi. Ở thời điểm này, nữ diễn viên đang là một trong những gương mặt triển vọng của màn ảnh Việt, giành nhiều giải thưởng ở mảng sân khấu trong các buổi liên hoan toàn quốc. Không lâu sau đó, cuộc hôn nhân của vợ chồng Thu Quỳnh tan vỡ. Nhiều người cho rằng nguyên nhân là có trà xanh xen vào. Thu Quỳnh là mẹ đơn thân, vượt qua giai đoạn khó khăn và quay trở lại cống hiến cho nghệ thuật. Hồng Diễm thành công ở cả sàn catwalk lẫn phim ảnh, nhưng Hồng Diễm lại là một người phụ nữ của gia đình. Cô kết hôn từ năm 25 tuổi với một người chồng doanh nhân hơn 12 tuổi. Trong suốt những năm qua, nữ diễn viên hướng dương ngược nắng chưa bao giờ chia sẻ bất cứ hình ảnh nào với báo chí, truyền thông về người chồng đại gia này, luôn kín tiếng về đời tư. Sau gần 15 năm chung sống, Hồng Diễm và ông xã đã có hai nhóc tỳ đáng yêu, cao lớn phỏng phao, đủ nếp đủ tẻ. Đối với nữ diễn viên, chồng con luôn là ưu tiên số 1. Dù theo đuổi đam mê diễn xuất, nhưng Hồng Diễm không bao giờ nhận những vai có cảnh nóng, thậm chí phân đoạn hôn đôi khi cũng không quá nồng cháy, thường dựa vào kỹ thuật quay của đoàn phim. Thanh Hương. Thanh Hương quen ông xã từ năm 17 tuổi, sau 4 năm tìm hiểu, nữ diễn viên đã quyết định lên xe hoa với người chồng phố cổ này ở tuổi 21. Khán giả nghĩ rằng đối với một diễn viên, việc kết hôn ở độ tuổi này là quá sớm. Tuy nhiên, khi đã 12 năm chung sống, nữ diễn viên vẫn chưa bao giờ hối hận với lựa chọn của mình. Trong suốt khoảng thời gian qua, Thanh Hương từng dính phải scandal liên quan đến một nam ca sĩ nọ. Thậm chí khán giả thấy có người đồn đại rằng nữ diễn viên và chồng đứng trước nguy cơ toang. Cho đến thời điểm hiện tại, Thanh Hương vẫn đang chung sống hạnh phúc bên chồng và hai cô con gái xinh xắn ngoan ngoãn. Huyền Ly Di. Trong giai đoạn sự nghiệp đang phất thì nữ diễn viên quyết định về chung một nhà với mối tình đầu yêu 5 năm khiến khán giả bất ngờ. Thế nhưng cuộc hôn nhân tan vỡ chỉ sau 3 năm chung sống vì không tìm được tiếng nói chung. Trở thành mẹ đơn thân ở tuổi 29, Huyền Ly Di nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn ấy, mạnh mẽ tái xuất với loạt dự án nghệ thuật cùng với công việc kinh doanh riêng. Cô đã tự mua cho bản thân và cậu con trai đáng yêu một căn hộ cùng xe sang để thuận tiện đi lại công việc. Ở độ tuổi U30, Huyền Ly Di ngày càng xinh đẹp, thành công khiến nhiều người ngưỡng mộ. Lương Thu Trang. Mặc dù theo đuổi nghệ thuật, nhưng Lương Thu Trang đã lập gia đình khi mới bước qua tuổi đôi mươi và cuộc hôn nhân cũng không được như ý. Nữ diễn viên này phải làm mẹ đơn thân khi chỉ mới bước sang tuổi 24. Cô nhanh chóng vượt qua khủng hoảng trong giai đoạn công việc trì trệ, hai bàn tay trắng với nghị lực phi thường. Đến nay, khán giả thấy cô đã tự xây dựng được cơ ngơi khiến nhiều người ngưỡng mộ với nhà đẹp xế sang, ăn mặc toàn hàng hiệu sang chảnh. Những gương mặt kể trên đều là những mỹ nhân tài năng của vũ trụ phim ảnh VTV. Họ lập gia đình sớm, có người yêu viên mãn, nhưng cũng có người lận đận đường tình duyên. Nhưng hiện tại, dù độc thân hay có tổ ấm riêng, thì điều quan trọng là họ hài lòng với cuộc sống và thỏa sức cống hiến cho nghệ thuật. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày, thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.